Cái này 3 tiền một cái nhá. Nhìn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn ý. Hanasik chuse yo. Cái này là con này. Wow. U là trời. Cham. Cái đây là một cục thịt quay 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 quay. Hello mọi người, mình đang ở Gamyeongdong, cửa ra số 5, cửa ra số 6 nè. Hôm nay mình đến đây cùng với cả anh Hun và em gái của mình, Điệu Anh Tạc Myeongdong. Và mình đang không biết là với 50.000 hay là 100.000 mới đủ đấy. Tại ở đây có rất là nhiều món ngon luôn đấy mọi người ạ. Đây là hai con người đam mê lô tô nha. Do ảnh hưởng của dịch thì ở đây cũng bớt đi một xíu rồi. Nhưng mà mình tin là vẫn còn rất là nhiều món ngon để chúng ta khám phá đi thôi. Mọi người đến Gamyeongdong ra cửa số 5, số 6 ấy, thì mọi người sẽ thấy một cái đầu đường rất là lớn như thế này. Đi vào sâu hơn nữa thì sẽ có rất là nhiều cửa hàng để chúng ta có thể mua sắm nè. Ở đây thì có các brand quần áo, mỹ phẩm nổi tiếng. Và mình thấy như mọi người thường mua sắm thì nhiều nhất là ở đây, khách du lịch ý. Nhưng mà lần nào đến đây thì cái thứ mà mình quan tâm nhất vẫn là đồ ăn mọi người ạ. Tại vì đồ ăn đường phố ở đây cũng rất là nổi tiếng. Wow wow wow, đến rồi nha. Mình ăn gì ta? Hả? Ờ, cái đấy với một cái trứng đi. Đè. Dự định đầu tiên của mình sẽ là tiêu hết 50 Dự định đầu tiên của mình sẽ là tiêu hết 50.000 này. Để xem ăn được những gì nha mọi người nha. Đây. Mình sẽ mua một cái này với cả một cái này trước. Ồ, cái này nhìn ngon nhỉ. Một cái này với cả một cái này là 7.000 won mọi người ạ. Cái này là ăn với cả sữa đặc hả? Cái này nóng hổi luôn ấy. Cái này là bánh trứng mọi người ạ. Cái này 3 tiền một cái nhỉ. 2.000. Món xiên xiên này thì là phô mai nướng nha mọi người nha. Đầu tiên sẽ là một miếng như thế này. Sau đó chuối rán ấy, rán thì đúng hơn. Thành phẩm đây. Nhìn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn ý. Ui, ăn thử. Trời ơi, thật sự rất là ngon luôn á. Cái mùi phô mai thơm với cả ăn với cả sữa đặc ấy, ngon xỉu. Ăn thử. Ngon mà. Và bây giờ rất là đông người luôn á. Mà chú ấy rất là thân thiện ý. Ôi, lạnh gió to quá à. Tiếp đến thì sẽ là bánh trứng. Bánh trứng này thì mình thấy ở nhiều nơi bán lắm. Ở đây 2.000 thì cũng không gọi là rẻ đâu. Tại vì bình thường cũng có chỗ bán 1.000 một cái cơ. Nhưng mà ăn thử sẽ có ngon không nhá. Bánh ở đây thì mình thấy cái mùi trứng nó không có bị tanh quá. Ăn rất là thơm. Mặc dù là trứng cũng chưa có chín hẳn đâu nhá. Cái phần lòng đỏ ăn cũng ngon cơ. Và cái phần bột bánh ấy nó rất là mềm. Nói chung là cái này cũng ngon đấy mọi người. Nếu mà có dịp đến đây mọi người thử cái này nha. Hôm nay gió to nhưng mà vì là tối thứ 6 ấy nên là rất là đông người. Mình thích món này lắm đấy mọi người ạ. Nên là mình sẽ mua cái này. Cho 하나씩 주세요. Đây. Cái này là bạch tuộc với cả ốc. Cái này là con này. Chuối nướng như thế kia luôn là được đấy mọi người. Nhìn ngon mà. Cái này là 5.000 một xiên nha mọi người nha. Hai xiên là 10.000, 10.000 won. Sốt nè. Cái này là sốt mayo. Nhưng mà cái số này đủ đến người nước ngoài nhỉ? Ở đây thì chủ yếu là khách du lịch á. Với cả ở đây có nhiều cửa hàng miễn thuế á. Nên là mọi người đến đây để shopping. Kamsahamnida. Cha-chan. Ui, nhìn ngon nhỉ? Cái này ở bên ngoài còn có cả cái gì nhỉ? Cá, bào, song, phơi. Đó. Cảm ơn Nhi ta. Dê. Cái này thì là Munner nhá mọi người. Còn đó cái này thì là soda. Trời ơi, ngon quá chị ngon. Mình sẽ ăn thử trước nhá. Thấy phần thịt nó rất là dai luôn á. Nếu mà mọi người có mê cái món takoyaki của Nhật ấy, sẽ thấy cái này rất là quen luôn. Ăn chung với cái này nó rất là ngon ấy. Kiểu dai dai thơm thơm. Sốt thì không có cay đâu. Nhưng mà ngon lắm à. Nhai càng lâu càng ngon ấy. Cái sốt này thì là sốt mayo. Còn sốt màu đỏ đỏ thì mình không biết tên. Nhưng mà ăn nó không có cay. Nó kiểu hơi ngọt ngọt ấy. Nhưng mà công nhận là đói ăn ngon thật đấy. Tiếp đến thì mình sẽ thử sang món này. Món nước sốt khác này. Nên em nghĩ là nó sẽ cay. Sốt này thì nó hơi chua chua cay cay. Cái phần thịt ấy thì uống kiểu quắt quắt. Nên là nó sẽ hơi dai dai. Nhưng mà chính vì thế nên là ăn nó không có hề bị ngán đấy mọi người. Rất là ngon luôn. Công nhận là mix sốt rất là ngon nha. Mực vừa nãy ăn với sốt mayo cũng ngon. Mà cái này ăn với sốt cay chua chua cũng ngon này. Em gái mình thì nó không ăn ốc. Nhưng là chắc là mình... ốc á? Ăn không? Ăn được.
bảo không ăn mà. Ngon mà, cái này ngon mà. Chúc 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 chúc, mời mọi người nha. Mình sẽ sang luôn cửa hàng bên cạnh để ăn bánh đồng xu. Cái này là em mình nó thích nha. Thích mấy thứ kiểu hơi trẻ trâu ấy. Y có hana ở mày á? Hana cho xe ạ. 4.000 một cái bánh này. Tê. Chị ấy bảo là đợi 3 phút nha. Ê đừng sờ vào. Mình thấy kiểu làm thì giống như là làm bánh cá ấy. Nhưng mà cái khuôn, hình khuôn của nó thì là khác. Ở dưới cũng là bột này, ở giữa thì là kem này. Nói chung là công thức thì là giống như là làm bánh cá. Nhưng mà cái khuôn của nó khác nên là thành hình bánh đồng xu. Ê ở giữa là phô mai hay sao á? Ui chị ấy biết cả tiếng Nhật nữa mà. 4.000 một cái nha. Phố này siêu đông người luôn mọi người ạ. Này, khách du lịch quá trời luôn. Ở Miêng Tông thì mình thấy nổi tiếng nhất vẫn là còn rất là nhiều cửa hàng mỹ phẩm. Nguyên các con đường thì đều là cửa hàng mỹ phẩm này. Rồi mua sắm shopping ấy mọi người. Ví dụ như là quần áo hay là những cái đồ trang sức linh tinh cũng nhiều á. Đông người quá à. Đợi chị ấy mở mà mình hồi hộp theo luôn á. Mấy cái này là giả thôi đúng không? Tất cả đều là giả nha mọi người nha. Wow. Nóng hổi mới ra lò luôn. Hình như là chưa được hay sao ấy. Đệ khám sao ni ta. Để cho mọi người chiêm ngưỡng nguyên cái hình dạng. Đó, Seoul, Namsan, Tao. Tất cả đồng người sản xuất ở đấy. U là trời. Trời ơi. Cái này là em mình thích nhưng mà bây giờ thành mình thích rồi mọi người ạ. Thì nó ngon đúng không? Để mình tách tiếp cho mọi người xem. Nè trời, phô mai đầy ú ụ luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Ừ, không. Cái này nó không có ngọt quá đâu. Ăn nó sẽ hơi có cái vị mặn mặn của phô mai nữa. Nhưng mà rất là thơm luôn ấy. Bánh này mix với cả trứng ấy, nó đã thơm sẵn rồi á. Thêm mấy mùi phô mai nữa. Trời ơi, đỉnh lắm ấy. Nói chung là rất là ngon luôn ấy này, Huyền. YouTube ý ạ. Khánh dân này ạ. Ở dưới là bột nhá. Xong ở giữa là phô mai, thêm một lớp kem nữa. Cái này là kem á. Lúc đầu tưởng có mỗi nhân kem thôi nhở. Cái phần bột này mình thấy là có mùi trứng ấy. Đây là chắc là bột mix với cả trứng. Rất là thơm luôn. Đó. Đó. Tiếp đến thì bọn mình sẽ đi uống nước nha. Hai cái đi. Thu ghê cho xe ạ. Cảm ơn Nita. Cái này là 6.000 một túi mọi người ạ. Nước lựu nguyên chất. Cầm một cái đi này. Cham. Đầu tiên sẽ là những quả lựu như thế này nhá. Xong tách hạt ra này. Rồi ép thành nước như thế này. Đó. Collagen ở bên Hàn đa số là làm từ lựu ấy mọi người. Nên mình nghĩ là lựu sẽ rất tốt cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp mọi người ạ. Uống nước lựu nhiều cho tốt nha. Hết sạch luôn. Cảm ơn Nita. Ai à, cái này là gì? Kẹp ạ. Cái này là một cục thịt quay. Nhiều món ngon quá à. Trời ơi, không nghĩ là bây giờ Miêng Tông có nhiều cửa hàng đồ ăn như thế luôn á. Đâu đâu cũng là quán ăn hết. Đây cũng là quán ăn này. Đây có một quán hô tóc này. Ở đây thì là một quán thịt nướng này. Ở đây thì có cái con cua, con ghẹ, con gì đấy đấy chiên. Còn cả tôm chiên nữa. Wow. Nhiều món quá. Chả cá to bự như thế này thì là 2.000 một cái. Lấy một dâu một nho. Hoàng Sam Nita. Cái thẻ kia chú ấy có dùng không? Chú ấy rác kiểu đều nhỉ. Chúc mừng.